Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá Bitcoin vào trưa ngày 12 tháng 5 bất ngờ lao dốc phi mã xuống chỉ còn 26.350 đô la trên một đồng, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020. Trong vòng 7 ngày qua, đồng tiền số giá trị lớn nhất thế giới đã bốc hơi trên dưới 25% giá trị. Giá Bitcoin đã thiệt hại khoảng 57%, tức là chia đôi từ đỉnh. Vốn hóa của Bitcoin này cũng đã thu hẹp về ngưỡng là 560 tỷ đô la. Sắc đỏ bao phủ thị trường tài sản số và đẩy nơi này vào cơn hỗn loạn. Việc Bitcoin rớt giá thảm hại, xen lẫn sự sụp đổ của dự án Terra đã tạo hiệu ứng domino nhấn chìm thị trường và thành quả đầu tư của nhà đầu tư. Với tỷ suất lợi nhuận cao và khả năng dễ kiếm tiền, cơn sốt Bitcoin vào năm 2021 đã thu hút lượng lớn nhà đầu tư F0. Đây là nhóm người dùng không có thâm niên trên thị trường và chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về tiền mã hóa. Do đó, đối tượng này dễ dàng chịu tổn thương mỗi khi thị trường biến động. Theo các chuyên gia, F0 đầu tư tiền mã hóa nên ổn định tâm lý, tránh hoang mang và giao dịch theo số đông. Giới đầu tư cho rằng nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm nên tránh xa các giao dịch phát sinh. Do vậy, nếu không có sự chuẩn bị tốt và vạch ra chiến lược rõ ràng, F0 hoàn toàn có thể bị lay động, chạy theo phong trào, cuốn vào những giao dịch sai lầm và đốt sạch số tiền đang có.